Ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta nhắn đánh bài tiếp không? Ok, quầy. Thôi, mình thua. Rồi, để coi nó ra bộ gì đây. Mình lấy cái lá song xà tương sát rồi, để coi cái lá đó có hữu dụng hay không nha. Ồ, nó up xuống. Rồi, bộ tuôn nè các bạn. Rồi, ok. Nó úp xuống là rất nguy hiểm. Chơi luôn đi. Thủ thủ bộ tool này là không có thủ được. À. Tại bộ tool nó bắn xuyên qua cái hàng phòng thủ của mình được, hình ra các bạn đợi thủ như vậy à. Bộ tool này là đánh nhanh để tránh nó ra mấy con bắn xuyên mình, mấy con nó điểm cao lắm. Trừ con thiên cá ra là có thể mình khắc chế được thôi. Nó ra mấy con quỷ kia là mình thua ngay. Đó, con thiên cá nè. Rồi chưa gì nó lại kêu con rồng của nó ra rồi. Con này ai chơi cho lại. À, nó bắn phá là thấy mấy chục trời luôn rồi. Ba ngàn máu, nó kéo máu kinh quá. À. Rồi. Chơi vậy ai chơi lại anh trai. Rồi thôi ok. Ông anh thích chơi kiểu đó gì? Thấy gì đây không? Cũng may mình ra con gánh cục này kịp ấy. Cho nó bay vô lại. Nó không có đủ bài, nó không chơi được đâu. Hai phát. Đây là sức mạnh của Wood F đó các bạn. Rồi để xem nào. Mình cũng lấy lại mấy cái lá Steam Pack này để xài nghe. Nghe nó giống cái Steam Pack bình rồi for now các bạn nha. Nó đều ở bên đó là thuốc bơm máu, còn đây là thuốc tăng lực. Rồi ok. Rồi ok. À, vừa đủ luôn kìa. Rồi, ok. Xong rồi các bạn. Rồi, giá đầu tiên mình thắng. Giờ chủ yếu là coi mình lấy được lá gì thôi, chứ bộ 7 sao này thì cũng không có gì để nhiều để đánh nữa. Hy vọng nó sớm lên bộ 8 sao để mình có những cái video hay cho các bạn xem. Chứ quýnh các cấp này hoài cũng ngán, mặc dù nó cũng khó đó, nhưng mà dễ đâu. Rồi mình hoãn binh xíu đã. Tại chưa có còn mạnh ra như Mỹ Trân. À rồi ok con này. Úp con này xuống xíu đã. Đợi hết hai lượt rồi mình lật lên luôn thế. Cái này thì tất nhiên lật lên sớm rồi. Lá này mà đi với cái hộp tiên nữa thì khỏi chê luôn các bạn. Nhưng mà có điều cái lá đó dùng sức mạnh tình bạn, mà mình thì chả thích dùng sức mạnh tình bạn kiểu này chút nào. À rồi ok, hay quá, giữ lại đó, lá này để xài thôi các bạn. Rồi lá này mình nghĩ là nó chơi chiêu nè. Nó biết ngay là con chuột mà. À không, không không không. Rồi xong. Rồi ok.
chứ cần dùng tới mấy lá kia tại cũng không thắng ngay được các bạn. Rồi ok, thu phục con chuột này của nó về đấy làm chi, mình tự tử giống vậy trơn. 100 điểm không đáng, chủ yếu loại được con này của nó là ngon. Đó, đôi lúc chúng ta phải thí điểm để loại đối phương nha các bạn chứ, chứ không phải là chỉ bắt về là để mình gây sát thương cho đối phương không đâu. Rồi ok, lượt sau đảm bảo nó lật cái con nó nằm ngang qua thôi. À rồi ok, nó dám bắn thì nó cũng đâu có vừa. Nó mới ví dụ mình bắn chết con này để nó lôi cái, nó lôi cái một con summon xịn ra, nó không đùa đâu. Không, nó cố tình nó lật con này lại để khuyến khích mình bắn con kia đó chứ đùa đâu. Map này thì chắc không có chơi chiêu được rồi. Ây da, rồi biết ngay nó lấy ngay một con này cho coi. Giờ mình nói chuyên gia lấy con 2.500 mà mình biết lắm. Cái này là giờ làm sao cho nó được, nó vừa ra lá tool quá là mình xử liền nè. Thì có cơ ăn. Rồi nó thủ tiếp. Ồ có lá này rồi. Để giành phá lá tool quá các bạn, cái lá này lá gì quan trọng đâu. Rồi để coi. Nó à là con này nó lấy điểm cộng. Rồi ok, nó đang lấy máu để mà hồi nó quất ngược lại mình á. Chủ yếu là giờ không cho nó có con nào trên sàn, cho không cho nó summon các bạn. Nó summon là mình mệt á. Chấp nhận cho nó lấy điểm đi. Cái bộ này mà để nó summon ra được rồi là mình đánh khó lắm. À, rồi ok, nó nhiều điểm hơn mình chút. Con này là thế nào nó cũng quăng ra con để bắn con này của mình cho coi. À, nó hết bài luôn rồi. À, rồi ok, bên mình còn con nào không? Bên nó cũng còn tào lao không, chưa cần hồi sinh các bạn. Rồi sát thương nhiều thì nhiều, hãy để dành mấy lá bà này nè các bạn, không chơi ẩu được đâu. Chơi mà dùng mấy lá này sớm quá là nhiều khi tới lúc cần nó phá của mình á. Là không có cái để mà dùng đâu. Mình nãy giờ mình ém hai lá này là gì, do đó từ từ rồi mình sẽ phản công nhanh thôi. Ủa à, anh không lấy được ra tool work là anh đứng cứ ngắt rồi. Rồi vậy thôi phá đi. À ra là cái này. Rồi ok, tổng phản công nè. Rồi lấy con này ra cũng đủ. Rồi dồn hết cho con này. Một phát 4.900 luôn. Cái gián này có vẻ dễ ăn hơn gián nãy, tại gián này nó xui các bạn. Thôi vừa đủ 2.300 kìa. Nghĩa là chưa có dịp thử cái lá xong xà tương sát rồi. Nhưng mà thôi cũng không sao các bạn. Chủ yếu là giờ mình coi tập này mình lấy được lá gì. Sớm muộn gì cũng phải xài à, lá nó thực dụng lắm. Chủ yếu là lá này, bộ này nó có cái thần, nó có thần cả sâu khá là lợi hại. À con này là bên thực vật, thằng này cái gì đây, sát thủ gì này.
Thằng này hình như nó trừ lại điểm của phe mình đó. À, này hệ quỷ luôn á, ghê vậy. Này chắc là để dùng. Cái lá bài này nhìn cũng khá hài hước ấy chứ. Rồi thôi bình tĩnh đi anh trai. Rồi ok, tạm này kết thúc ở đây ha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.